tiệc mà còn móc mồi tao nữa. Tao không năm nè. What the hell? Trong cái đêm mà chuẩn bị mà đi câu á, khi mình kiểm tra đống đồ câu của mình á, thì mình phát hiện một thứ, đó là một con mồi VIP sắt mà mình đã bỏ quên trong mọc đồ câu của mình thời gian rất là lâu. Hồi như mình mua con mồi này lâu lắm rồi. Con mồi này nó tên là Anglo Angel Buffet. Nó nặng chỉ có 3.5g thôi. Thì con này nó dài khoảng 3cm, thật sự là rất là nhỏ. Đây là con mồi VIP nhỏ nhất mà mình có. Ngoài con mồi này thì mình còn một con nữa mà mình hay nói là khi tất cả những hy vọng khác nó vụt tắt thì Orochi nó sẽ tỏa sáng, là chính là con mồi Orochi. Thì con Orochi này là size của nó là 4.5cm và nó nặng 5g. Bây giờ mình so sánh với lại cái con mồi VIP của Anglo Angel Buffet nè. Mà các bạn thấy cái hai cái size của nó nhìn mắc cười không? Nó khác nhau rất là nhiều. Nhìn hai cái size con mồi đi. Mình chưa bao giờ dính cá bằng cái con mồi Angel VIP Buffet này luôn. Các bạn thấy sơn nó chạy, thật ra là mình đem đi câu đầm ở Bình Đại đó, mình kéo có mình lua không có dính cá mà nó lưới sơn nó bị chóc ra, thì đó mình chưa dính cá một con này bao giờ. Thì mình nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ làm một cái challenge là mình sẽ đem con mồi này đi câu cho đến khi nào dính cá thì thôi. Mình nghĩ con mồi này nó sẽ trị cá bể rất là tốt đó, nhưng mà hy vọng mà dính cá một con này rất là nhỏ, tại vì con này nó quá nhỏ, cái size nó quá nhỏ đi. Yes. Oh yes. On the drop. Yes, thành công rồi các bạn ơi. Em chờ bút phép. Thank you.
Yes. Đu. Nhiều chưa?
Dính quái vật nữa em ơi. Bự á. Con này bự á. Anh cho bức phép chị anh cho bức phép này nó mình không nhận là nó chìm cá bể rất là tốt, nuốt tận cuốn họng. Cá ở đây anh em nói là từ sáng giờ bể nó, anh em nói là quýnh khó lắm, cá là bể hết trơn rồi, nhưng mà của anh cho bức phép này mình thấy quýnh là khá hiệu quả.
Mình đánh giá anh vũ phép này chơi rất là ok, khá ok, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó hơi xa, nó hơi nhỏ, cho nên là nếu mà anh em mà câu cá chẽm á thì khi mà mình quýnh thì mình nên xài leader to một chút, phải từ số 6 trở lên. Như cái leader mình đang xài dây số 6 nè, dính một con nó chút xíu mà nó xước hết dây rồi. Đừng quýnh quá nhiều hơn, đừng có quýnh, anh em đừng có quýnh leader là lớn quá. Có thể ví dụ như mình quýnh số 6 hoặc là số 7 là quá lắm rồi. Đừng quýnh số 8, số 8 nó hơi lớn. Nếu mà anh em xài leader quá lớn thì con mồi này nó hơi nhỏ nên sẽ bị mất action. Nên anh em xài tối đa số 7 thôi ha. Vô mày hả mày? Mày hả mày? Con này mới bự nè, mấy bữa mới đưa mới thiếm ơi. Con này mới là trâu nè mấy thiếm ơi. Vô. Vô. Từ từ cũng nổi. Bự ra, bự ra. Đó, trời ơi. Má. 1 kg. Vô vô tới bài chắc đứt leader quá. Đứt leader số 6 à. Thế là đu lên leader số 6. Cũng hơi bị đông dên tí. Hơi đông dên xíu nhưng mà cũng được. Nếu hôm xưa có ông anh đi câu với Bình Đại, cá nó nuốt con mồi. Trời ơi, anh chạy. Để nó chạy. Em có thể chạy lấy cái kẹp giùm anh được không? Anh để nó chạy một hồi là nó đứt dây đó. Hỏi đụng má không đứt đâu, yên tâm. Anh đánh leader, anh đánh UL mà. Nhưng mà anh đánh leader số 12 luôn. Kẹp anh ở trên cái ba lô á. Vinh rộm. Vinh rộm. Leader số 12 dây số 0.8. Ây da, căng à, căng à. Ây da. Căng à, căng à, phê á, phê á. Xe tí cảm giác như vậy. No, nãy giờ mình dính nhiều rồi, mình chưa có dính. Chết mẹ. Cái cây nó hỏng. Không có gì hết á. Từ từ.
không? Quấn sạch bọt, quấn bọt, quấn mà bọt từ đủ 2 ký. Má mà nó mạnh như trâu á. Nhảy xuống. Nhảy xuống lặn cá dần lên luôn á. Ô bự á. Đồ rau này 2 ký á. Rồi xong. Xong phim. Chưa. Còn chạy. Rồi hết dài ở đây, lên gác lên đầu lên đây. Kiệt nó ra. Thế xong Kiệt nằm xuống. Đó, cái mình chọt vô. Đúng bạn. Được. Bên đây nè bạn, bắt điêu kéo qua đây nè bạn ơi, đó gác cái đầu lên bạn ơi. Rồi. Nào. Đây. Cua con. Bây giờ cái mối nó bị ở bụng rồi. Mối gì? Mối nó bị đờ. Thanh kêu. Oh shit. Anh chào VIP. Anh chào bố phép. Anh chào bố phép. Tí em gửi clip cho. Anh chào bố phép. À. Rồi chào anh em. Anh em nhìn sau lưng biết thấy ai, biết ai đây không? Đây, Kiệt Phạm. Hello anh em. Mình và Kiệt Phạm, nó biết nhau rồi thời gian rất là dài rồi, nhưng mới qua Facebook thôi. Đây là lần đầu tiên Kiệt Phạm xuất hiện trên blog của mình. Mà thật ra anh em có đi câu với nhau lần này lần thứ hai rồi. Nhưng mà lần thứ hai này mới cái Kiệt có xuất phát hiện tại không. Vip. Hay chứ. Hay chứ. Chăm chú nhìn cá quá anh em. Đâu tại vì là lần trước là Kiệt đi câu chung với mình, nhưng mà Kiệt là đi trên ghe nên là nguyên một ngày mình không có đứng chung với Kiệt, nên không có quay hình ảnh của Kiệt xuất hiện trên lóc mình được. Hy vọng mà trong tương lai mình với Kiệt sẽ có một số cái lóc làm collab chung với nhau. Ok rồi. Mọi người ủng hộ anh Hải. Rồi. Còn mình thì muốn coi không coi thôi. Anh em mình có để đường link kênh của Kiệt ở phía dưới phần mô tả video. Thì thật sự là Kiệt là một trong những cái người làm về vlog câu lua. Nói chung là hẳn là đầu những ông trong những người đầu tiên làm về câu lua nha, nhưng phải câu cá nha. Tại vì nếu mà làm vlog câu cá ở Việt Nam mình rất là nhiều người, nhưng mà làm vlog về câu lua là Kiệt là một trong những người đầu tiên. Mà mình cũng xem kênh của Kiệt, thật sự là mình thấy Kiệt hay, còn nhỏ tuổi mà hay một chỗ là cách Kiệt dụng văn, Kiệt nói chuyện rất là hấp dẫn người xem. Và những cái chủ đề Kiệt làm thật sự là không giống ai hết. Thôi giới thiệu nhiều quá. Không, đây là cảm nhận thật của anh chứ không phải là anh là đi chơi chung em mà anh nói để tao bóc em, hiểu không? Cái đó là những cảm nhận thật, anh cũng đã nói với Quân như vậy rồi. Rồi thì ngày hôm nay là mình đã nói như lúc đầu vlog mà nó nói với anh em là mình sẽ đi đánh cái con thử, cái con anh chờ bố phép này. Tại vì con lua này nằm trong hộp của mình rất là lâu rồi, mình chưa có đi đánh thử. Thì mình về cái size của nó thì mình thấy nó là quá nhỏ, rất là nhỏ so với những size mọi vip sắt ở Việt Nam mình. Orochi nó mặc có một nửa Orochi, mà mình nghĩ ngay đến chuyện là nó sẽ là những con mò trị cá bể rất là tốt. Thì ngày hôm nay là mình đi đánh thử ở Hồ Nguyên Ông. Thì Hồ Nguyên Ông ngày hôm nay thì thấy cá bể rất là nhiều, cá rất là chậm, nhưng mà thật sự là mình cũng có dính cá, mà dính cá nhiều và dính cá lớn. Mình bắt đầu thích cái con Angel Whip này rồi. Rồi mình xin kết thúc vlog tại đây, hẹn gặp lại anh em vào những cái vlog sau.